những đôi tay có tốc độ nhanh như chớp. Anh ấy đang định làm gì đây, các bạn hãy cùng chờ xem. Wow, quá tuyệt, át cũng không biết là con gì nữa. Cô gái này phải chăng là có ba đầu sáu chân? Đỉnh của chóp. Chính xác đến từng nanomet. Cô ấy đếm tiền quá nhanh, có chính xác hay không thì át không biết. Quá nhanh và quá cứng. Thợ bậc mấy đây các bác? Chắc anh là thần chớp giáng trần. Trò này chắc thời học sinh các bạn hay chơi lắm nè. Anh buộc thép với tốc độ ánh sáng. Rượu say là bát đĩa cũng bay. Mình anh kiêm cả thợ phụ. Anh cuốn băng dính với tốc độ chóng mặt. Anh này mà chơi sóc đĩa chắc đỉnh lắm đây. Anh vừa xoay vừa rót thứ gì đó mà không rớt ra ngoài giọt nào. Ba thợ phụ mới kịp một thợ chính. Nhanh quá, át cũng không biết anh ấy đang làm gì nữa. Các bạn có biết anh ấy nhặt cái gì không vậy? Khi anh ấy đam mê bóng đá mà bố mẹ lại bắt đi bán dưa hấu. Trình độ lái máy của anh ấy đã đạt đến mức thượng thừa. Anh ấy gấp hộp đúng trong một nháy mắt. Tuy hai mà như một.